Xin chào các bạn, mình là Đức Minh bên công ty trách nhiệm hữu hạn nhôm đúc Nam Định, hôm nay mình giới thiệu với các bạn một nội dung. Công nghệ đúc nhôm, bước ngoặt trong ngành cổng. Cổng nhôm đúc đang dần trở thành xu hướng mới trong ngành thiết kế và thi công cổng nhà bởi sự sang trọng, đẳng cấp và tính thẩm mỹ cao. Nhờ ứng dụng công nghệ đúc nhôm hiện đại, những mẫu cổng nhôm đúc ngày nay không chỉ đẹp mắt mà còn có độ bền bỉ cao, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của khách hàng. Công nghệ đúc nhôm là gì? công nghệ đúc nhôm là phương pháp sử dụng khuôn mẫu để tạo ra các sản phẩm từ nhôm nóng chảy nhôm được nung nóng đến nhiệt độ nhất định sau đó rót vào khuôn chờ nguội và hoàn thiện với công nghệ này có thể tạo ra các sản phẩm có kích thước hình dạng và hoa văn phức tạp với độ chính xác cao ưu điểm của cổng nhôm đúc tính thẩm mỹ cao cổng nhôm đúc có kiểu dáng đa dạng phong phú từ cổ điển đến hiện đại với các hoa văn tinh xảo sắc nét cổng nhôm đúc giúp tôn lên vẻ đẹp sang trọng đẳng cấp cho ngôi nhà của bạn độ bền bỉ cao nhôm là kim loại có độ bền cao chống chịu được mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt cổng nhôm đúc có khả năng chống dị xét cong vênh mối mọt đảm bảo tuổi thọ sử dụng lâu dài an toàn cổng nhôm đúc có trọng lượng lớn kết cấu vững chắc đảm bảo an ninh cho ngôi nhà của bạn dễ dàng vệ sinh cổng nhôm đúc có bề mặt nhẵn mịn dễ dàng lau chùi vệ sinh ứng dụng của cổng nhôm đúc Cổng nhôm đúc được sử dụng rộng rãi cho nhiều loại công trình khác nhau như biệt thự, lâu đài, nhà thờ, từ đường, cơ quan, khu đô thị. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhôm đúc Nam Định là đơn vị chuyên cung cấp và thi công cổng nhôm đúc uy tín tại Nam Định. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và hệ thống máy móc hiện đại, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm cổng nhôm đúc chất lượng cao, mẫu mã đẹp mắt và giá cả cạnh tranh. Liên hệ Công ty trách nhiệm hữu hạn nhôm nút Nam Định, hotline: 0946 266 860, văn phòng: 31/13 Phù Long, TP. Nam Định, nhà máy: xóm 8 Hải Vân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.